Hello, welcome back to my channel Start the Game đã không? Và các bạn của mình khám phá từ game đầu tiên ra Bridge Racing 3. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai ở Fire Extreme. Thank you.
Rồi, tiếp tục nào. Leap for speed, một quan tâm. Ok, tiếp tục nào. A fast edge. Let's go. Ok, let's go. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Ok, tiếp tục là review racing. Thank you.
mày nha. Wow. Đây thì các bạn sẽ nâng cấp cho xe của mình để xem có nâng cấp được cái gì không. Bắc này ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái bình hard cream. Đây phải lấy đà một chút. Vì chiếc xe này của mình chưa nâng cấp cái gì cả. Chiếc xe này chưa nâng cấp một cái gì, rất là cao luôn. Để mình thử lấy đà lại xem. Wow, đà rồi. Ok, khi các bạn đến đầu tiên, sau đó thì các bạn sẽ nâng cấp cho xe của mình khỏe lên ở đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Hai cái lưu Rushing Chu. Thank you.
Okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tiếp theo. Sarah, Rachel, Jew. Hết những nhiệm vụ khác rồi.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập kế tiếp theo. Literalization. Let's go. Ok, mình phải đợi để tắt anh chàng này. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở đây các bạn phải đi tốc độ chậm. 30 km/h.
sẽ phải đổi xe rồi. Rồi, tiếp tục. Camper Van Speech. Đấy là một tựa game độ xe khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Oh my gosh, xịt đâu. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.